Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 61 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của phần 61 này là Sơ yên gia bài thiên y chuyển trao Sơ là nhà nhiếp ảnh Âm à hóa Việt là nhiếp ảnh gia, đó, Việt là nhà nhiếp ảnh Rồi pái, pái là chụp hình hoặc là quay phim đều dùng cái động từ pái này Rồi pái cái gì nè, phía đằng sau nó là trao pian. Hai trao phiên tức là chụp ảnh Chụp ảnh như thế nào này Di chuyển tờ trao phiên tức là chụp ảnh về tình hình dịch bệnh Di chuyển là tình hình dịch bệnh Rồi Hai di bài thiên tờ di chuyển trao Chụp ảnh về tình hình dịch bệnh trong 100 ngày Di bài thiên tờ di chuyển trao phiên Sau đây xin mời các anh chị và các bạn vào phần nội dung chi tiết nào Trước hết xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc một lần để xem mọi người có nắm được nhiều không rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành giải thích nội dung chi tiết nha. Mời mọi người bắt đầu nghe nào. Trung Lý Miễn, sơ Trung của Hàng 20日到5月20 y trang 疫情的照片拍了一百天。这一百天里，商店、饭馆、学校和公司都关了门，街上没有一个人。后来，人们开始出门，学生们回到学校上课，小狗也戴上了口罩。 人们在这些照片里看到了 ý thì đó là nội dung chi tiết của cái đoạn văn ngắn này sau đây mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn trung lý miễn trung là họ trung lý này là chữ lê lê này cũng là họ lê luôn miễn là chữ minh như vậy là trung lê minh trung lý miễn sư Trung của Hàng Châu là y sơ diện gia. Trung của Châu là ở thành phố Hàng Châu của Trung Quốc. Trung của Hàng Châu là y miệng sơ diện gia. Như vậy mình dịch là Trung Lê Minh là một nhiếp ảnh gia người Hàng Châu Trung Quốc. Sống y yue ơ sư sư rư từ ngày 24 tháng Giêng. Tao ủ yue ơ rư đến ngày 2 tháng 5. Tha mì thiên phái, mỗi ngày anh ấy chụp. Phái di trang là chụp một tấm. Một tấm gì nè? Di trang di chuyển từ trò phiên, tức là một tấm ảnh về tình hình dịch bệnh. Như vậy là anh ấy mỗi ngày chụp một tấm ảnh về tình hình dịch bệnh. Tha mì thiên phái, di trang di chuyển từ trò phiên. Phái là y bài thiên, Là chụp trong 100 ngày Tức là đã chụp trong 100 ngày Trời y bài thiên lị Trời y bài thiên lị là trong 100 ngày này sang tiên là cửa hàng Phan quản là nhà hàng Phan quản hay là phan tiên gì cũng được Rồi phan quản là nhà hàng Xẻ xeo là trường học Hở cung xưa và các công ty Tố quán là mẫn Đều đóng cửa hết Chia <laughs> sang mấy dầu ý cơ rỉnh che sang là trên phố mỹ dầu ý cơ rỉnh là không có một người Mình có thể nói là che sang dĩ cơ rỉnh Và mấy dầu một người cũng không có Tức là không có người nào hết Hô lại là về sau Rỉnh mến khai sự thu mệnh Hô lại rỉnh mến khai sự thu Về sau thì mọi người bắt đầu Đi ra khỏi nhà xuất mệnh tức là đi ra Đi ra ngoài sẽ sân mênh khủy tao sẽ xeo săn khưa Sẽ sân mênh là các em học sinh Khủy tao sẽ xeo là quay trở về trường Săn khưa là để học Để lên lớp Xéo cổ Dè tay săn là khẩu rau Và những con chó nhỏ Cũng đã mang theo khẩu Đã mang khẩu trang luôn Tức là người chủ nhân người ta chưa biết Là nó có lây bệnh qua động vật hay không Nên người ta cũng đeo cho những cái con chó nhỏ luôn Xẻo cổ Dè tay săn là khẩu rau khẩu trang là khẩu trang còn từ tay đó là động từ đeo. Tay mau chữ thì là đội mũ, tay sổ bèo là đeo đồng hồ, tay khẩu trang là đeo khẩu trang. xe men tại lì là mọi người trai à, trơ xe trò phen lì trong những tấm ảnh này đã nhìn thấy. Thì mình có thể dịch là mọi người đã nhìn thấy từ những tấm ảnh này Nhìn thấy cái gì nè Rỉn mình chai trơ xe trao lì Khăn đó là nhìn thấy cái gì Y sư Nhìn thấy rất nhiều người và những cái sự việc Ở trong cái tình hình dịch bệnh Y chuyển trung tức là y chuyển lì Tơ HÀNH SỰ như vậy nếu nguyên cái cụm này chúng ta sẽ dịch là từ những tấm ảnh này mọi người đã nhìn thấy được rất nhiều người và rất nhiều việc ở trong cái thời gian dịch bệnh hoặc là trong cái thời kỳ dịch bệnh cũng được. Thì đó là nội dung chi tiết của cái đoạn văn ngắn này. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn đọc theo mình một lần để cho nó quen miệng quen lưỡi mình muốn mình phát âm nó trôi chảy hơn.

拍了一百天。这一百天里，商店、饭馆、学校和公司都关了门，街上没有一个人。 后来，人们开始出门。学生们回到学校上课，小狗也戴上了口罩。 Rẫn mân xe lì Y trung tờ hở sư Và sau đây xin mời các anh chị nghe và các bạn nghe mình đọc nhanh là một lần. Phần này để chủ yếu để mọi người luyện nghe. Mọi người có thể nghe đi nghe lại nhiều lần cho nó quen nhé, sau đó rồi kể lại, khi nào kể, rồi chạy lưu loát trong khoảng một phút thì mới xem như là thành công. Xin mời mọi người bắt đầu nghe nè. <laughs> Trung Lý Minh, xứ Trung của Hàng Châu 1月20日到 1月20日到5月2日, 100天 这一百天里，商店、饭馆、学校和公司都关了门，街上没有一个人。后来，人们开始出门，学生们回到学校上课，小狗也戴上了口罩。人们在这些照片里看到了疫情中的很多人。 ở sư triển. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 61 của chương trình học này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. À, và nhân đây cũng xin chúc mọi người cùng với gia đình an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này nhé. Xin chào mọi người.